Chúc mừng năm mới. Ok, 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hello mọi người, Ca đây, Ca đây. Mọi người thấy tôi mới có cái khung cam đẹp không mọi người? Xuất sắc không? Hôm nay thì Ca với Mika sẽ làm một cái clip đi chơi cùng với một nhân vật, một khách mời hết sức đặc biệt vào dịp cuối năm, cũng như là khách mời đó, một vị khách mời đó muốn gửi một cái lời cảm ơn chân thành đến với fan của Việt Nam. Tôi nói vậy chắc mọi người đoán được ai gửi gì. Đó là một vị khách mời cực kỳ đặc biệt. Đây là vị khách mời đặc biệt mà Ca muốn giới thiệu với mọi người trong ngày hôm nay. Ella Greater, you can say hi for my fan. Hi guys. Hey. Say hi. Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể có dịp gặp lại bạn Ella này. À, bạn này tên là Derek. Dịp đặc biệt hôm nay thì Ca muốn cùng với lại bạn đó và Mika sẽ gửi một lời cảm ơn chân thành, cũng như là một lời chúc mừng năm mới đến với mọi người. Và Ca sẽ chỉ cho bạn Ella Greater chúc mừng năm mới với mọi người bằng tiếng Việt. Có đặc biệt không? Do you know say happy new year in Vietnamese? Chúc mừng năm mới. You can try. Chúc mừng năm mới. Yeah, chúc mừng năm mới. Yes. Do you say something for your fan in Vietnam? It's been such a wonderful year so far, and we just want to thank all the Vietnamese fans that we've had, all the friends that we've made on Play Together. It's just been an awesome experience, and we really love the love we're receiving. Tết bữa nay rồi mai hiền nhà. Ella nói là cảm ơn mọi người, những bạn fan của Ella Greater ở Việt Nam. Yêu quý tất cả mọi người kiểu vậy đó. Dạ, bạn đó yêu quý từng người trong số mọi người. Từng người, bạn đó muốn gửi một cái lời cảm ơn cực kỳ sâu sắc đến từng người trong số mọi người trong cái dịp Tết năm nay. Năm nay cũng là một năm đặc biệt. This our first year you meet Việt Nam, right? Mm-hmm. Yeah. First time, yeah. Đây là cũng là lần đầu tiên, cũng là năm đầu tiên mà bạn đó được gặp gỡ mọi người, rồi được mọi người ủng hộ quá trời quá đất. Tự nhiên bạn đó làm clip bình thường ít ai biết, tự nhiên gặp bà Mika cái quá trời người vô, bắt đầu vô rồi. Cái này gọi là ta, cái này cũng gọi là tấn công á, nhưng mà tấn công này bạn đó thích. I see you have more video with your fan on TikTok, right? Yeah, we've just been creating videos, and every time I come online to play together, so many people come and say hello. It's so awesome. Just want to say thank you for everyone. You can stay here and wait for me few seconds. Yes. Okay. I will come back. Tôi sẽ đi gọi những cái bạn fan Việt Nam qua đây, đặc biệt là sẽ để cái đặc ân đó cho những bạn trong làng kỳ cục của tôi, để mà gặp bạn Ella Greater. Ella này là một người cực kỳ dễ thương mọi người, đặc biệt là cái người đại diện cho nhân vật Ella, Derek, cực kỳ cute, so cute. So cute. Yeah. You know Derek, in Vietnam children very good English. Yeah, I've been talking to them and love children. Them really good English. Yes. Để tôi sẽ dụ, tôi không phải dụ, tôi sẽ rủ Derek chơi. chơi thử mini game. Trời ơi, sao mà tôi show tôi dữ trời. Ê, ồ ghê lắm. Ê. Không nhảy. I'm wait for you. Come on, Ella. Come on. Hurry up. I wait for you. Fighting. You don't go in the line. Yeah. I figured I didn't know why I was dying. Yeah. Chèn pháo tay cho Ella. This. Yeah. Do you know Squid Game? Yes, yeah, yes. Squid Game. Yes. Like Squid Game. Rồi. Oh no. In game we need the silence. In this game we need silence. Do you guys play together on phone or PC? Yeah, Mika play on phone. Me play on PC because I'm recording video. Yeah. I need a video quality high. I recently just started using PC. You use BlueStacks or LD player? Yes, BlueStacks. Yes. It feels a little bit laggy though sometimes. I don't know why. Yeah, because this game update very more time, so game very high. In your house no lag, but if it's like the main town downtown, there's like a little bit laggy. Do tình trạng game á, giờ này game có phần hơi lag, cho nên chính các bạn ông Ella này chơi cũng thỉnh thoảng có phần bị lag game.
À, ông thì là ông thường bị lag ở downtown nè, ở Playa. You sometimes lag this game on downtown and Playa, right? Yes, sometimes. Yes, nói chung là do con game này dạo này game của chúng ta cũng có phần hơi lag thiệt, cũng đó là điều hiển nhiên mà nhiều người cũng than vãn nhưng mà cũng chịu thôi, tại vì game càng ngày càng phát triển thì sẽ có một cái mặt này đi với cái mặt khác. À, thì cái mặt mà nó phát triển thì đồng nghĩa với việc nó phải nặng hơn. Game phát triển, mọi người cũng phải phát triển thiết bị thôi, đó là chuyện hiển nhiên. Do you want play game again? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Do you want to bet anything? Bet anything? Yes. Do you want to bet? Yeah. If you win, you can say a few sentences. I request. Tôi với lại Derek sẽ cá cược với nhau. Nếu như mà tôi thắng thì tôi sẽ cho ông Derek nói một cái từ, nói một cái câu gì đó bằng tiếng Việt. Yeah. Yêu ca vãi hò. That's good. I have to win. Yeah. And why? Nếu như mà tôi thắng thì tôi sẽ ra một cái yêu cầu để nói ông, kêu ông Derek ông nói một cái từ gì, ông nói một câu gì đó theo yêu cầu của tôi. Và ngược lại mọi người ạ. Okay. Switch game again. Oh, I'm dying. No. Ông sao? Tôi sẽ. Yeah. You got it. Anh, tôi đang dõi theo camera của Ella. Ella đang nhảy rất là cực lực. À, Ella. Ông biết chơi map này. Giỡn hoài. Wow. You good this map, Ella. Yeah. Oh, Mika đang dẫn đầu. Fighting. Hey, I lost. Do you have any request from me? If you say Happy New Year in Korean, I will type it out for you. Happy New Year in Korea. You can say first, and I can try. Say book money 받으세요. Wow. Say book money pay ayo. 받으세요. Do tôi đã theo thua kèo ông Derek cho nên ông Derek đề nghị tôi là phải nói chúc mừng năm mới bằng tiếng Hàn. Chúc mừng năm mới. Yes, đã chúc mừng năm mới. Yeah, okay. Chúc mừng năm mới. Yeah. We can test one more. Okay. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Okay, very good. Chào nói trước cho chắc không nghe ngọt em ha. Okay, you say chúc mừng. Me say năm and Mika say mới. Okay. 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 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Okay, 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Yeah. We good. Happy New Year for fan Việt Nam. New Year funny. Yeah, in Vietnamese. Yeah. You can say chúc mọi người. Chúc mọi người. Can you say that again? Yes, Chúc mọi người. Yes, that's right. Chúc mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Nhiều quá, đâu quá nhập ma. Không lối. I will become an MC. Do you feel after 1 year of a company a Vietnamese fan, and do you have any wish or plan to reverse to your fan for 2024 for New Year? Yeah. I just wish that everyone continues keep loving Alligator the same way that they're doing right now. Yeah. It's just been awesome seeing everyone. Just, I think it's just perfect as it is. And the more fans we have, the better. Just having more friends to play with as well. That would be great for the next year. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, tình yêu và sự ủng hộ liên tục của mọi người là tuyệt, là thiệt là tuyệt vời.
và bạn đó ước gì mọi người sẽ càng ủng hộ bạn bạn đó nhiều hơn nữa trong năm mới, trong năm 2024 cũng như là những cái năm sau nữa. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đó là lời của bạn Ella Creator mà Ca chuyển lại giùm cho bạn đó. Tôi chỉ cho ổng đi mua mấy cái pháo hoa về để bắn, để giúp cho ổng quay một cái clip. Mọi người nhớ coi clip đó trên TikTok của Ella Creator nha. TikTok do TikTok channel what's name? Serial, right? Serials underscore official. Serial official. Mọi người có thể lên TikTok Serial official để coi cái video mới này của Ella Creator nha mọi người. Video đặc biệt, chúc mừng năm mới và có sự hiện diện của Ca trong đó nữa mọi người ạ. Giờ em quay bắn về phía cái cối xe gió cho đẹp. Bắn về phía cái cối xe gió ấy. Quay ngược lại. Yeah, Happy New Year. Chúc mừng năm mới. We can one more time. No, we say chúc mừng năm mới. Are you recording this show? Are you recording this show? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Rồi bây giờ cầm cái bảng này chạy vòng đó mọi người ạ. Ok. Đi thẳng theo cái đường này nha. Vậy thì vừa rồi là Ca cùng với Mika và một khách mời đặc biệt trong dịp cuối năm cũng như là chúc mừng năm mới. Chuẩn bị chúng ta sẽ đón một cái năm mới, năm con rồng cùng với mọi người và Play Together. Thì có một cái đối tác của Play Together là Ella Creator của công ty Serial có mặt cùng với Ca với Mika để chúc mừng năm mới và tham gia một vài cái hoạt động mà Ca đã quay được, chắc cũng là nãy giờ chơi nhau cũng tiếng mấy, tiếng 15 phút rồi đó. Thì nhân vật mà Ca với Mika mới quen biết cách đây vài tháng thôi, nhưng mà nó cực kỳ cute. Nhưng mà người thấy mấy cái clip mà Ca làm ở trên YouTube cũng như là TikTok của Mika và cả TikTok của bạn Ella nữa, thì bạn đó là một người cực kỳ cute, kiểu một người cực kỳ thích mọi người ở Việt Nam. Ca nghĩ là cái đất nước mình là một cái đất nước mà ai cũng thích thôi mọi người, ai qua rồi cũng thích thôi. Bạn đó cũng đã ở mấy clip trước, nếu như mọi người chưa coi thì mình có lẽ có thể quay lại để mà coi chứ mấy clip trước, thì bạn Ella này cũng đã từng ăn phở, ăn bún bò Huế ở Việt Nam nè. You ate bún bò Huế, right? Yeah, I love bún bò. Đó, bạn đó rất là thích bún bò Huế ở Việt Nam luôn. Đó, bởi vậy bạn đó là một nhân vật gọi là hôm trước bạn mới ăn sao? Chúc mừng năm mới. Quá tuyệt vời. Mong là năm mới là mọi người sẽ ủng hộ Ella cũng như Ka và Mika nhiều hơn. Mọi người nhớ chúc mừng năm mới mọi người. Mọi người nhớ qua TikTok để mà ủng hộ bạn Ella có thêm nhiều động lực để mà tiếp tục năm mới hoạt động trên nền tảng TikTok về những cái video trên Play Together. Tại trước đó những kênh TikTok này á, là kênh TikTok của Serial này rất là ít đăng những cái video liên quan, nói chung là không có đăng những cái Play Together luôn. Thì dạo gần đây lại đăng rất là nhiều, tại vì mấy bạn fan ủng hộ nhiều quá mà không đăng không được. Cho nên đây cũng là một dịp để mọi người có thể sang năm, mọi người có thể có thêm một cái kênh, không phải là có thể đâu, mà là sẽ là cái kênh đầu tiên về Play Together của một công ty lớn ở nước ngoài làm về Play Together ở Việt Nam. Đó, toàn là fan Việt Nam không, quá đặc biệt luôn. Ca với Mika rất là may mắn khi mà được có cơ hội hợp tác và làm việc với lại Ella Creator trong cái dịp vừa rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ Ca, Mika và Ella Creator trong suốt năm qua. Chúc mọi người năm mới những điều tuyệt vời nhất tới với mọi người. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau. Bye bye. You can say goodbye. Bye. Yes. Bye. See you again. Goodbye. Goodbye in Korea. Say what? Annyeong. Annyeong. Annyeong.